Ở việc trước thì chúng ta tìm hiểu các phần. Đặc điểm sinh trưởng và tình trạng chịu bệnh chết héo. Viết sự thật thì các phần đặc điểm sinh trưởng và tỷ trọng chịu bệnh chết héo có các dòng keo là tràm Acacia auriculiformis, Kun bên tại Quảng Trị và Phú Yên, bao gồm các phần một vật liệu và phương pháp nghiên cứu, gồm các phần vật liệu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, triệu chứng hai, kết quả và thảo luận một kết quả đánh giá về triệu độ thẳng thân. À, kết quả đánh giá bệnh hại và tình trạng chữa bệnh. Ba, kết luận tài liệu tham khảo và tìm được phần hiểu được phần đầu của tài liệu. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái tự nhiên của cây gỗ trong trường hợp trong các ưu hợp họ Dầu tại vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai một là vấn đề. Giờ chúng ta tìm hiểu phần này. Phần tiếp theo là hai đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. À, chờ một đối tượng nghiên cứu. Đây là một đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu là gọi là cây gỗ trong những ưu hợp ưu thế u dầu ưu hợp dầu thuộc rừng kín xanh. Địa điểm nghiên địa điểm nghiên cứu vào là khu vực Cát Tiên thuộc vườn quốc gia Cát Tiên. Địa điểm nghiên cứu là khu vực Nam Cát Tiên, vườn quốc gia Cát Tiên, tổng diện tích 255.395 hecta, trong đó 71.920 hecta vùng lõi
183 đến 183.475 hecta vùng đệm. Riêng khu vực Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai có diện tích 103.327 hecta, trong đó 39.627 hecta vùng lõi, so với 3.700 hecta vùng đệm. Khu vực Nam Cát Tiên có 3 nhóm chất, đó chính là FK, FS và FO. Đất FK có độ phì cao sau do chất dinh dưỡng, thân đất này màu đỏ hoặc nâu, đỏ và nâu đen. Đất FS có độ phì khá, thành phần cơ giới thì nặng. Đất FO có độ phì kém và kém nhiều chất dinh dưỡng. Tổng diện tích 255.000 ba. Đất FS có độ phì khá cao, thành phần cơ giới nặng. Đất F0 thì độ phì kém và chất nghèo và nghèo dinh dưỡng. 2.2 nội dung nghiên cứu. Cây cấu loài cây tái sinh đối với những hợp u giàu, nguồn gốc cây tái sinh đối với những ưu hợp cô giàu, phân bố cây tái sinh theo chiều cao cấp H đối với rừng, đối với những ưu giàu. Chất lượng cây tái sinh đối với những ưu giàu, phân bố cây tái sinh trên mặt đất đối với những ưu giàu. 2.3 phương pháp nghiên cứu, 2.3.1 phân chia những ưu hợp u giàu, phân tích 30 lô 30 ô đất mẫu đến 30 ô mẫu điển hình kích thước ô 50 x 50 mét cho thấy rừng khép, rừng kín xanh ở khu vực Nam Cát Tiên được hình thành bởi nhiều loài cây gỗ khác nhau, trong đó 7 loài cây gỗ thuộc u giàu: tròn sai, hepea, recop, pi dầu trái, Pterocarpus alatus dầu bóng, dầu lá bóng, Dipterocarpus turbinatus dầu sông nàng, Dipterocarpus dieri sao đen, Hopea odorata ven ven, Anisoptera costata và láo táo. Vatica odorata. Tuy vậy, lào táo xuất hiện trong các quan sát thực vật đối với độ ưu thế rất thấp, dưới 2%. Vì thế chúng tôi chỉ nghiên cứu u dầu, trò chai, dầu rái, dầu lá bóng, dầu sông nàng, sao đen và ven ven. Chấm 3.2 phương pháp thu thập số liệu về tái sinh rừng. Những thông tin thu thập bao gồm thành phần loài cây tái sinh, chiều cao thân cây gốc, nguồn gốc hạt và chồi, tình trạng sức sống và phân bố trên mặt đất. Với cây tái sinh u dầu, chiều cao cây tái sinh được đo bằng cây sào với độ chính xác 0,1 mét. Tình trạng sức sống của cây tái sinh được phân chia theo 3 cấp: tốt, trung bình và xấu. Cây tốt là những cây có thân thẳng, không bị cụt ngọn hay thẹ, không bị cụt ngọn hay hai thân, không bị sâu bệnh tán lá, cân đối và tròn đều. Cây xấu là những cây cụt ngọn hay hai thân, cây bị sâu bệnh, cây có tán lá rạng cơ. Những cây có đặc điểm trung gian giữa tốt và xấu là cây có sức sống trung bình. Phân lô trên mặt đất đối với cây tái sinh của u dầu được u hợp dầu được xác định theo phương pháp lô rùn. Theo đó, mỗi ô tiêu chuẩn đại diện cho một ô dầu.
được bố trí sẽ 3 tuyến điều tra. Cây tài sinh mỗi tuyến có bề rộng 2 m, còn chiều dài tuyến tương ứng với cạnh lớn nhất 50 m. Mỗi tuyến được phân chia thành các phân đoạn với chiều dài 2 m. Được xác định theo phương pháp lô, theo đó mỗi ô tiêu chuẩn đại diện cho một bù dầu. Được bố trí 3 tuyến điều tra sinh cây tái sinh. Mỗi tuyến có bề rộng 2 m, còn chiều dài tuyến tương ứng với cạnh lớn nhất 50 m. Mỗi tuyến được phân chia thành các phân đoạn với chiều dài 2 m như vậy. Mỗi phân đoạn có diện tích 4 m², 2 x 2 m. Trên mỗi phân đoạn, cây tái sinh của ưu dầu được xác định theo hai dấu hiệu bắt gặp bằng 1 và không bắt gặp bằng 0. Hai 2.3.3 phương pháp xử lý số liệu thành phần cây tái sinh. Được thống kê theo loài. Mật độ cây tái sinh được tính bình quân từ những khô dạng bạn 16 mét vuông. Theo đó mỗi ô tiêu chuẩn đại diện cho một u dầu được phương pháp thành phần cây tái sinh được thống kê theo loài. Mà độ cây tái sinh được tính bình quân từ những ô giáp bạn 16 mét vuông, sau đó quy đổi ra một đơn vị 1 hecta kết cấu loài cây tái sinh đối với những u dầu. Những ô tiêu chuẩn đều xác định bằng tỷ lệ phần trăm theo số cây n phần trăm, trong đó n phần trăm là mật độ tương đối, Ni là mật độ cây tái sinh của loài cây gỗ thứ y, N là tổng số cây tái sinh của các loài cây gỗ. Một tỷ lệ phần trăm theo số cây n phần trăm, trong đó n phần trăm là mật độ tương đối, Ni là mật độ cây tái sinh của loài cây gỗ thứ y, N là tổng số cây tái sinh của các loài cây gỗ. Y với y bằng Ni trên n nhân 100. Chiều cao cây tái sinh được phân chia thành 6 cấp, h dưới 50 cm bằng h bằng 50 đến 100 cm, h bằng 100 đến 150 cm, h bằng 150 đến 200 cm, h
hạt bằng 200 đến 250 cm và 300 cm đến 250 cm. Chất lượng cây tái sinh đối với mỗi cấp hạt được đánh giá theo 3 mức tốt, trung bình và xấu. Sự chia thành giữa thành phần cây tái sinh với thành phần cây mẹ được xác định theo hệ số từ đầu số Rankine CS bằng 2 nhân C chia cho A cộng B. Ba, kết quả nghiên cứu thảo luận và thảo luận 3.1 kết cấu loài cây tái sinh đối với những u hợp u dấu, phân tích kết quả. Tích kết cấu loài cây tái sinh đối với 6 u dầu cho thấy số loài cây tái sinh bắt gặp ở u hợp cho trai Hopea Lycopi và 43 loài 100%, trong đó 6 loài cây gỗ ưu thế và đồng ưu thế cho trai cám cầy băng lăng bời lời và bứa đóng góp 57%, riêng cho trai 18,9%, còn lại 37 loài khác là 43 đến 43% đối với hợp dầu trái Dipterocarpus alatus. Số loài cây tái sinh bắt gặp là 50 loài, trong đó 8 loài ưu thế và đồng ưu thế, dầu loài cây châm chó trai lào táo cám cồng và sao đen đóng góp 51,6%, riêng dầu rái 12,6%, còn lại 42 là khác là 48,4% đối với ưu hợp dầu lá bóng Dipterocarpus tubinatus. Số loài cây tái sinh bắt gặp là 5 loài, cho đó 8 loài ưu thế và đồng ưu thế, do loài cây trong trò chai lào táo cám cồng và sao đen đóng góp 51,6%, riêng dầu rái 12,6%, còn lại 42 là khác là 48,4% đối với hợp dầu lá bóng Dipterocarpus tubinatus. Số loài cây tái sinh bắt gặp là 50 loài, trong đó 6 loài ưu thế và đồng ưu thế, châm dầu bóng cám cầy cồng lao to đóng góp 49,1%, nhưng dầu lá bóng 13,1%, còn lại 44 loại khác là 50,9%.
Đối với ôi hợp dầu là bóng Dipterocactus turbinatus, số là cây tái sinh bắt gặp là 10 loài, trong đó 6 loại ưu thế và đồng ưu thế. Châm dầu là bóng cam, cây cồng lao táo đóng góp 49,1%, riêng dầu bóng là dầu là bóng 13,1%, còn lại 44 loại khác là 50,9%. Đối với ốc dầu sông Hàn Dipterocactus dieri, số là cây tái sinh bắt gặp là 54 loài, trong đó 6 loại ưu thế và đồng ưu thế. Dầu sông Hàn cam, cây châm, bằng lăng, lao táo đóng góp. Đóng góp 57,7%, riêng dầu sông là 22,9%, còn lại là 48 loại khác là 42,3%. Đối với hợp sao đen Hopia odorata, số loài cây tái sinh gặp là 34 loài, trong đó 4 loài ưu thế chiếm ưu thế và đồng ưu thế. Châm, cây, cám và sao đen đóng góp 48,2%, riêng sao đen 10,4%, còn lại là còn lại 30 loài khác là 50,8%. Đối với ưu hợp ven ven Anisoptera tata, số là cây sinh bắt gặp là 44 loài, trong đó 6 loài ưu thế và đồng ưu thế. Ven ven cám châm, cây, lao táo, trường đóng góp 30,9%, riêng ven ven 17,18%, còn lại 38 nó còn là 48,1%. Ba chấm hai nguồn gốc cây tái sinh với u dầu. Phân tích nguồn gốc tái sinh đối với 6 u dầu bảng 1 cho thấy mật độ cây tái sinh cao nhất ở u dầu sông Hàn 8.450 cây trên hecta, kế đến ở u hợp tròn trai 7.464 cây trên hecta, thấp nhất u hợp sao đen 6.900 cây trên hecta so với tổng số cây tái sinh dưới tán. Nhưng u dầu 100% tỷ lệ cây tái sinh tỷ lệ hạt cao nhất ở ưu hợp sạt đen 94,9%, tiếp theo ưu hợp dầu rái 90,8%, thấp nhất ưu hợp trò trai 82,7%, tỷ lệ cây tái sinh từ hạt trồi cao nhất ở ưu hợp trò trai 17,3,3%, thấp nhất ở ưu hợp sạt đen 5,1%. Những ưu dầu xuất hiện ở mọi cấp hạt để hệ số tương đồng giữa thành phần cây tái sinh và thành phần cây mẹ dao động từ 86,3% từ hợp ven ven đến 96,2% ở ưu hợp dầu rái. Điều đó chứng tỏ thành phần loài cây gỗ của 6 ưu hợp thực vật này ổn định trong quá trình phát triển. Trong cả 6 ưu dầu, cây tái sinh từ hạt xuất hiện ở mọi cấp hạt, còn cây tái sinh từ rễ thì từ chỗ chỉ tồn tại ở những cấp hạt dưới 200 cm. Đối với ưu hợp trò trai, tỷ lệ gia tăng từ 73,9% ở cấp hạt dưới 50 cm đến 98,9% ở cấp hạt trên là 150 cm. Đối với ưu hợp dầu rái, tỷ lệ cây tái sinh từ hạt gia tăng từ 84,9% ở cấp hạt dưới 50 cm đến 100% ở cấp hạt trên 250 cm. Đối với ưu dầu là bóng, tỷ lệ cây tái sinh từ hạt gia tăng từ 86,1% ở cấp hạt dưới 50 cm đến 100% ở cấp hạt trên 250. Đối với ưu hợp dầu sông Hàn, tỷ lệ cây tái sinh từ hạt gia tăng từ 85,5% ở cấp hạt dưới 50 cm đến 100% ở cấp hạt trên 250 cm. Đối với ưu hợp sao đen, tỷ lệ cây tái sinh từ dạng hạt tăng từ 92,9% ở cấp hạt dưới 50 cm đến 100% ở cấp hạt
trên 250 cm đối với hợp ven ven tỷ lệ cây tái sinh gia tăng từ 86,7% ở cấp H trên 50 cm đến 100% ở cấp H trên 250 cm. Tỷ lệ cây tái sinh từ chối xuất hiện nhiều nhất ở cấp H dưới 50 cm, trong đó cao nhất ở ưu hợp trò trai 26,1%, thấp nhất ở ưu hợp sạt đen 7,1%. Khi đạt đến cấp H trên 200 cm thì phần lớn trên 94,3% số cây tái sinh ở các cả cụm hợp này khi đều có nguồn gốc từ hạt. Và một nguồn gốc cây tái sinh đối với 6 u dầu. Thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, ưu hợp cho chai, dầu rái, dầu lá bóng, dầu sau nàng, sao đen, ven ven. Tổng số cây trên hecta, số cây 7.464, 7.324, 7.235, 8.450, 6.900, 7.010, phần trăm, 100. Phân chia theo nguồn gốc hạt, số cây 6.176, 82,7%, 6.653, 90,8%, 6.613, 91,4%, 7.537, 89,2%, 6.550 cây 94,9%, 6.290, 89,7%. Và một nguồn gốc tái sinh đối 6 u dầu. Số trôi, số cây 1.288, 7,7%, 671, 9,2%, 622, 8,6%, 913, 10,8%, 350, 5,1%, 720, 100, 10,3%, 3,3 cây phân bố tái sinh theo cấp hạt đối với những u dầu, ưa hợp dầu. Số liệu bằng 2 cho thấy mật độ cây tái sinh cao nhất ở ưa hợp dầu sau nàng 5.450 cây trên hecta, tiếp theo là ưa hợp trò trai 7.464 cây trên hecta, thấp nhất là ưa hợp sao đen 6.900 cây trên hecta, phân bố N trên H. Đối với cây tái sinh cả 6 ưa hợp dầu đều giảm dần từ cấp H dưới 50 cm đến cấp H 250 cm, tỷ lệ giảm số cây theo cấp H diễn ra nhanh nhất ở ưa hợp dầu sau nàng, tương ứng từ 45,9% ở cấp H dưới 50%, cấp H dưới 50 cm đến 1,5% ở cấp H trên 250 cm. Tiếp theo là ưu hợp sao đen tương ứng 38% ở cấp H dưới 50 cm đến 0,9% ở cấp H trên 250 cm. Tất nhiên là ưu hợp trò trai tương ứng từ 36% ở cấp H dưới 50 cm đến 2,5% ở cấp H trên 250 cm. 32. Phân bố cây tái sinh theo cấp H đối với 6 ưu hợp dầu. Ưu hợp cho chai, dầu rái, dầu lá bóng, dầu sau nàng, sau lên, ven ven. Số cây hecta theo cấp H cm dưới 50, 2690, 2650, 2815, 3875, 2625, 2815.
50 đến 100, 2064, 2190, 2065, 1945, 1750, 1565, 100 đến 150, 1565, 1504, 1355, 1315, 1250, 1190, 150 đến 200, 690. Một nghìn năm trăm sáu mươi lăm, một nghìn năm trăm không, một nghìn năm trăm linh bốn, một nghìn ba trăm năm mươi lăm, một nghìn ba trăm mười lăm, một nghìn hai trăm năm mươi, một nghìn một trăm chín mươi, 150 đến 200. Một trăm năm mươi, 200, 690, 565, 625, 690, 900, 940, 200 đến 250, 265, 225, 250, 500, 310, 375, trên 250, 190, 190, 125, 125, 65, 125, tổng số 7.464, 7.324. Bảy nghìn ba trăm hai trăm ba mươi lăm, 8.450, 6.900, 7.010. Tám nghìn bốn trăm năm mươi, 6.900, 7.010. So với tổng số cây tái sinh dưới tay rừng, 100% số cây tái sinh ở cấp H dưới 50 cm, chiều cao thấp nhất ở hợp dầu sông Đà, 3.875 cây trên hecta, hay 45,9% mới theo ở hợp dầu lá bóng, 2.815 cây trên hecta, hay 38,9%, và ở hợp chó trai, 2.690 cây trên hecta, hay 36%. Thấp nhất ở các ưu hợp sao đen, 2.625.
Chiếm cao nhất ưu hợp dầu sông Nam 3.875 cây che ta hay 45,9%. Tiếp theo ở ưu hợp dầu là bóng 2.875 cây che ta hay 38,9%. Ưu hợp trò trai 2.690. Hai nghìn sáu trăm hai mươi lăm cây ta hay 38%. Tương tự số cây tái sinh ở cấp H từ 50 đến 200 cm chiếm cao nhất ưu hợp cho trai 4.319 cây ta hay 57,9%. Tiếp theo ở ưu hợp dầu rái 4.259 cây ta hay 58,2%. Và ưu hợp dầu là bóng 4.045 cây ta hay 55,9%. Bốn nghìn hai trăm năm chín cây che ta hay 58,2% và ưu hợp dầu là bóng 4.045 cây che ta hay 55,9%. Thấp nhất ưu hợp ven ven 3.695 cây che ta hay 52,7%. Nhất ưu hợp ven ven 3.695 cây ta hay 52,7% số cây tái sinh đạt đến lớp H bằng 200 cm chiếm cao nhất ưu hợp dầu sông Nàng 625 cây ta hay 7,4%. Tiếp theo ưu hợp ven ven ở 500 cây ta hay 7,1% và ưu hợp trò trai 455 cây ta hay 6,1%. Và ưu hợp dầu bóng ưu hợp
Lan dâu bóng 4045 cây che ta 25,9% thấp nhất ưu hợp ven ven số cây tái sinh đến lớp H trên hạ trang sẽ mới chiếm chiều cao nhất ở ưu hợp dầu sông Nàng 625 cây trên hecta 27,4% tiếp theo ưu hợp ven ven 500 cây trên hecta 7,1% và chỗ trai 455 cây trên hecta hay 6,1% thân từ hợp dầu lá bóng 375 cây hết trên hecta 25,2% 3.4 chất lượng cây tái sinh đối với những ưu hợp dầu. Phân tích Suleiman cho thấy mật độ cây tái sinh có chất lượng tốt nhất cao dầu sông Nàng 7.840 cây trên hecta tiếp theo ưu hợp dầu sông Nàng bóng dầu ưu hợp dầu lá bóng 6.588 cây trên hecta và thấp nhất ưu hợp ven ven 6.215 cây trên hecta so với tổng số cây tái sinh dưới tán 6 dầu 100% tỷ lệ cây tái sinh có chất lượng tốt cao nhất ở ưu hợp sao đen 94,6% thấp nhất ở ưu hợp dầu trò trai 84,1% tương tự tỷ lệ cây tái sinh có chất lượng trung bình và cây xấu cao nhất ở ưu hợp trò trai tương ứng 11,8% và 4,1% thấp nhất ở ưu hợp sao đen tương ứng 3,6% và 1,7% cây tái sinh có chất lượng phân bố ở mọi cấp H có cây tái sinh có chất lượng trung bình và xấu chỉ xuất hiện dưới những cấp H dưới 200% dưới 200 cm. Bảng 3 chất lượng cây tái sinh ở dầu hợp tổ hợp hợp trò trai dầu dái dầu bóng dầu lá bóng dầu sông Nàng sao đen ven ven tổng số cây trên hecta số cây 7.464 7.324 7.235 8.450 6.900 7.010 phân theo chất lượng tốt số cây phần trăm 6.278 84,1% 6.428 87,8% 6.588 91,1% 7.840 92,8% 6.530 6.530 94,6% 6.215 38,7% trung bình số cây phần trăm 878 11,8 590 8,1 402 5,6 388 4,6 250 3,6 660 9,4 số cây 308 4,1% 306 4,2%. Hai trăm năm bốn mươi lăm ba phẩy 135 1,9% trong cả ưu hợp trong cả sáu hợp u dầu số cây chất lượng số lượng cây tốt ở lớp
hát dưới 100%, à dưới 100 cm, cao nhất ở hộp dầu sông là 5.325 cây trên hecta hay 67,8%, tâm nhận được hứa phiên phiên 3.800 cây trên hecta hay 61,2%. Và 11,6% hợp thấp nhất ở hợp dầu là bóng 1.838 cây trên hecta. Nhật sông dầu sông nào 5.315 cây trên hecta hay 67,8%, thấp nhất ở hợp ven ven 3.800 cây trên hecta hay 61,2%. Ở lớp H bằng 100 đến 200 cm, số lượng cây tốt cao nhất ở hợp sao đen hay sao để sau đến 2.065 cây trên hecta hay 31,6%, thấp nhất từ hợp dầu là bóng 1.838 cây trên hecta hay 27,9%, ngọn lớp H trên 200 cm, số lượng cây tốt cao nhất ở hợp dầu sông là 625 cây trên hecta hay 8%, thấp nhất ở hợp sao đen 375 cây trên hecta hay 5,7%. Nói chung cả 6 u dầu đều có khả năng sinh sinh tốt, chất lượng cây có triển vọng hát trên 200 cm và khỏe mạnh, thay thế cây mẹ dao động từ 375 cây trên hecta ở u hợp sao đen đến 625 cây trên hecta ở u dầu sông Nàng. Ở lớp H bạn trên 200 cm, số lượng cây tốt cao nhất ở hợp dầu sông là 625 cây trên hecta 8%, thấp nhất ở hợp sao đen 375 cây trên hecta hay 5,7%. Nói chung cả 6 u dầu hợp dầu đều có khả năng tái sinh tốt, số lượng cây có triển vọng H trên 200 cm. Nói chung cả 6 hợp dầu đều có khả năng tái sinh tốt, số lượng cây có triển vọng hát trên 200 cm và khỏe mạnh, thay thế cây mẹ dao động từ 375 cây trên hecta ở sao đen đến 625 cây trên hecta ở hợp dầu sông Nàng. So với mật độ trồng rừng ban đầu, đối với những cây gỗ lớn 625 cây trên hecta, số lượng cây tái sinh có triển vọng tốt dưới tán 6 hợp dầu lụa để hình thành rừng mới khi cây mẹ đã đến tuổi thành thục. 3.5 phân bố cây tái sinh đối với hộp dầu theo số liệu trong bảng 4 tổng số mẫu ô mẫu N100%, tỷ lệ số mẫu bắt cặp cây tái sinh N1 cao nhất ở hộp dầu là bóng 57%, thấp nhất ở hộp sọ đen 50,5%. Số cụm ô mẫu R lặp lại dạng bắt gặp cây tái sinh và không gặp bắt gặp cây tái sinh cao nhất ở hợp chó trai R bằng 69, thấp nhất ở hợp dầu sông Nàng R bằng 59. Bảng 4 kiểm định phân bố đối với cây tái sinh của 6 hợp dầu: hợp chó trai, dầu rái, dầu lá bóng, dầu sông Nàng, sao đen, VV, trung bình. Tần số xuất hiện N200, N1, 107, 104, 114, 102, 101, 109, 106, N2, 93, 96, 86, 89, 98, 99. 99, 91, 94.
Tần số xuất hiện N1 là 1 1 0 7 1 0 4 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 9 1 0 6 N2 9 3 9 6 8 8 6 9 8 9 9 1 9 4 tỷ lệ phần trăm N100 N1 53,5 52 57 51 50,5 54,5 53,1 N2 46,5 48 43 49 49,5 45 46,9 R69 68 63 59 64 61 64 T âm 5 âm 4,5 âm 4,7 âm 5,4 âm 5,8 âm 5,2 âm 5,6 âm 5,2 T alpha giữa âm à, dưới 0,001 0,001. Kết quả kiểm định thống kê cho thấy sự phân bố ưu đối với cây tái sinh ưu hợp dầu thì đều tồn tại ở dạng phân bố cụm T bằng âm 4,5 ở hữu hợp dầu cháu trai đến âm 5,8 ở hữu hợp dầu sông Nàng. Hiện tượng này có liên quan đến tính không đồng nhất về địa hình và thổ nhưỡng kết cấu loài cây gỗ và tình trạng phát triển của cây tầng dưới. 4 kết luận: số cây tái sinh bắt gặp trong sau ưu hợp dầu là khá cao, dao động từ 4 từ 34 loài ưu hợp sao đen đến 54 loài ưu hợp dầu sông Nàng. Cây gỗ tái sinh của loài ưu thế và đồng ưu thế trong sau ưu hợp chiếm tỷ lệ lớn từ 48,2% ưu hợp sao đen đến 57,7% ưu hợp dầu sông Nàng. Hệ số tương đồng giữa thành phần cây tái sinh và cây và thành phần cây mẹ cao từ 86,3% ở hữu viên ven đến 96,2% ở ưu hợp dầu rái. Điều đó chứng tỏ thành phần loài gỗ của ưu hợp thực vật này ổn định trong quá trình phát triển. Các ưu hợp thực vật với ưu thế ưu hợp dầu đều có khả năng tái sinh tự nhiên rất tốt dưới tán rừng. Dây tán rừng cây lớn mẹ để tầng trên nên đều có cây con tầng dưới cây tái sinh của sáu hợp chủ yếu từ hạt. Đó là cây thuộc gỗ ưu hợp dầu tái sinh tự nhiên liên tục dưới tán rừng, nhưng phần lớn cây tái sinh tồn tại ở cấp H bằng cấp H dưới 100 cm. Phân bố trên mặt đất đối với cây tái sinh ưu hợp dầu có dạng phân bố theo cụm. Tài liệu và tham khảo: một, Lâm Xuân Xanh, vai trò các cây sao họ dầu trong sinh thái phát sinh có hệ của các quan hệ sinh thái rừng ở Việt Nam. Việt Nam, phân viện lâm nghiệp phía Nam 1985. 2. Lê Văn Minh là tính sinh thái của sao dầu và ven ven ở Đông Nam Bộ. Báo cáo khoa học đề tài 123, phân viện lâm nghiệp phía Nam 1985.
là Hà Lê Văn Bính, là sinh sinh thái của sao Dầu và VV ở Đông Nam Bộ lên báo cáo học đề tài. Bà Lê Văn Bính báo cáo tóm tắt các đặc tính sinh thái của sao Dầu Đông Nam Bộ, tập sàn học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam, 1986. Bố Nguyễn Văn Thiêm, Nguyễn Văn Thiêm nghiên cứu tái sinh nghiên cứu của dầu sông Nàng trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa sông lá ẩm nhiệt đới Đồng Nai. Theo kiểu rừng kín nói là mình được này luận làm phó tiến sĩ khoa học nông nghiệp Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Hà Nội 1992. Làm Nguyễn Văn Thêm phân tích số liệu quần sa thực vật cho xuất bản nông nghiệp Hà Nội 2010 một 394 TR sau Thái Văn Trừng chứng hệ sinh thái nhiệt đới Việt Nam nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội 1999 298 TR. 7 báo cáo Bộ Tài nguyên Thực vật Nam Cát Tiên phân Viện điều tra quy hoạch rừng hai vườn quốc gia Cát Tiên 205 290 250 TR8 An Panat et Manaf MRA Fusting and Sinding Savaro di Dipterocarpasis in Longis Forest. Fusensin đi Servaro đi Dipterocarpis. Phân viện điều tra quy hoạch vườn hoạch rừng hai vườn quốc gia Cát Tiên 205 250 triệu. For Trees Journal of Tropical Forest Science 1994 215 đến 222. 9 Aston P. S. Hall P. Comparison of Structure among mixed Dipterocarpus forests of non-western Bonnell Journal of Ecology 1992. Summary the regeneration. Characteristic of the Dipterocarpus Domination in Cát Tiên National Park Đồng Nai provides data of this resource of collected from 30 typical temporary sample plots with the size of 0.25 hectare. There was sample plots in each Dipterocarpus domination data categories collected in the Dipterocarpus domination include composition of wooden specimen head of trees had the 300 cm and natural regeneration started under the forest canopy. The data was analyzed and compared by statistical method. In plant community ecology.